Trong bối cảnh tác động của dịch COVID-19 và kinh tế thế giới có nhiều biến động, song với tinh thần đoàn kết, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt của Đảng bộ, chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh, tình hình kinh tế xã hội tỉnh Hưng Yên có nhiều khởi sắc. Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn GRDP nằm trong nhóm 5 tỉnh thành phố có tốc độ tăng trưởng cao nhất cả nước, thu ngân sách nhà nước cao nhất từ trước đến nay. Sau đây là 10 sự kiện tiêu biểu trong hoạt động kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng của tỉnh Hưng Yên năm 2022 do Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên bình chọn. Ngày 1 tháng 10 năm 2022, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước cùng các đồng chí lãnh đạo một số ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương thăm và làm việc tại tỉnh Hưng Yên. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu dự lễ phát động hưởng ứng tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2022 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Hưng Yên. Làm việc với lãnh đạo chủ chốt của tỉnh Hưng Yên, Chủ tịch nước biểu dương Đảng bộ, chính quyền, nhân dân trong tỉnh đạt được thành tựu vượt bậc trong phát triển kinh tế xã hội thời gian qua, nhất là các chỉ số cao về tốc độ tăng trưởng, thu ngân sách đạt ở mức cao trong top đầu cả nước. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã đến dâng hoa tại tượng đài Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh và dâng hương tại nhà thờ bà Hoàng Thị Loan, thân mẫu Chủ tịch Hồ Chí Minh. Năm 2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành nhiều chỉ thị, nghị quyết, kết luận mang tính đột phá để phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh trật tự, kỷ cương xã hội. Chỉ thị về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nghị quyết số 29 về chương trình phát triển đô thị tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, nghị quyết số 22 về phát triển tổng thể kinh tế xã hội vùng bãi sông Hồng, sông Luộc tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, nghị quyết số 23 về đầu tư dự án đường bộ Tân Phúc - Võng Phan, kết luận số 558 về quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 nhằm xây dựng tỉnh Hưng Yên phát triển bền vững trên cả 3 trụ cột: kinh tế, xã hội và môi trường. Năm 2022, nhờ phục hồi kinh tế nhanh và đẩy mạnh thu hút đầu tư nên tăng trưởng kinh tế đạt 13,41%, lần đầu tiên tăng trưởng kinh tế của tỉnh Hưng Yên đạt ngưỡng 2 con số. Đây là mức tăng cao nhất trong vòng 15 năm trở lại đây và đứng thứ nhất đồng bằng sông Hồng và đứng thứ 5 toàn quốc. Tăng trưởng của từng ngành đều vượt kế hoạch đề ra. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng công nghiệp, dịch vụ. Thu ngân sách trên địa bàn tỉnh cao kỷ lục đạt trên 51.000 tỷ đồng, đạt 262% so với dự toán, tăng 169% so với cùng kỳ. Trong đó, thu nội địa trên 46.800 tỷ đồng, đạt trên 294% kế hoạch năm. Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt trên 4.468 tỷ đồng, đạt 128% so với dự toán. Thu nhập đầu người đạt 102 triệu đồng một người trên năm. Năm 2022, Quốc hội thông qua nghị quyết số 56 về chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội. Tổng chiều dài dự án trên 112 km qua địa phận 3 tỉnh thành phố là thủ đô Hà Nội, tỉnh Hưng Yên và tỉnh Bắc Ninh. Trong đó, tỉnh Hưng Yên có chiều dài 19 km đi qua 4 huyện Văn Giang, Quái Châu, Yên Mỹ và Văn Lâm. Đến nay, tỉnh Hưng Yên đang tích cực triển khai các công tác giải phóng mặt bằng. Trong năm, toàn tỉnh triển khai thực hiện đầu tư trên 260 km đường giao thông ở các cấp, đang tích cực triển khai, hoàn thành và thi công các dự án. Dự án đường liên tỉnh Hà Nội - Hưng Yên kéo dài, đoạn qua địa phận tỉnh Hưng Yên. Tuyến đường bộ và đường bên nối đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng với cao tốc cầu Rẽ - Ninh Bình, tích cực triển khai các bước để chuẩn bị đầu tư. Dự án đường Tân Phúc - Võng Phan, dự án tuyến đường kết nối di sản văn hóa, du lịch, phát triển kinh tế dọc sông Hồng. Các dự án này hoàn thành sẽ khai thác tiềm năng sử dụng đất, xây dựng hệ thống đô thị, công nghiệp hiện đại bền vững, tạo đà lưu thông phát triển kinh tế hàng hóa trong cả nước cũng như không gian phát triển mới. Trong năm qua, các chủ đầu tư hạ tầng khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên phối hợp với các ngành, các địa phương đã thực hiện chi trả tiền đền bù, giải phóng mặt bằng được trên 600 ha đất, đạt 122% chỉ tiêu kế hoạch Ủy ban nhân dân tỉnh giao. Những khu công nghiệp có tiến độ giải phóng mặt bằng nhanh như khu công nghiệp Sạch, khu công nghiệp số 5, khu công nghiệp Thăng Long 2, khu công nghiệp Phú Thọ A. Việc các dự án khu công nghiệp được đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng góp phần quan trọng để chủ đầu tư hạ tầng các khu công nghiệp tiếp tục triển khai thực hiện các bước tiếp theo xây dựng dự án theo tiến độ. Ngay khi được bàn giao mặt bằng, các chủ đầu tư đã khởi công như khu công nghiệp Sạch ở huyện Ân Thi với tổng vốn đầu tư gần 1.800 tỷ đồng.
Với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, các chỉ số về cải cách hành chính của tỉnh Hưng Yên đều tăng trưởng về thứ bậc và chất lượng, mang đến niềm tin và khí thế mới cho cộng đồng doanh nghiệp và người dân. Trong đó, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh VCI tăng tới 14 bậc, vươn lên xếp thứ 39 trong bảng xếp hạng toàn quốc. Chỉ số cải cách hành chính Pindex xếp thứ hạng 12 trên 63 tỉnh thành phố. Chỉ số về sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước CPAS xếp hạng thứ 3 trên 63 tỉnh thành phố. Chỉ số về hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh PAPI đứng thứ 5 trên 63 tỉnh thành phố. Chuyển đổi số có nhiều chuyển biến tích cực. Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định lấy ngày 10 tháng 10 hàng năm là ngày chuyển đổi số tỉnh Hưng Yên. Vì vậy đã thu hút 77 dự án mới vào địa bàn với tổng số vốn trên 200 triệu đô la Mỹ và trên 21.000 tỷ đồng, đứng thứ 3 trong các tỉnh đồng bằng sông Hồng. Năm 2022 đã có 10 xã đầu tiên của tỉnh Hưng Yên được công nhận là xã nông thôn mới kiểu mẫu, 20 xã nông thôn mới nâng cao, nâng tổng số các xã nông thôn mới nâng cao của tỉnh lên 81 xã. Lần đầu tiên, tỉnh Hưng Yên tổ chức cuộc thi tuyến đường nông thôn mới kiểu mẫu. Toàn tỉnh đã có 12 tuyến đường nông thôn mới kiểu mẫu, đều bảo đảm các tiêu chí, kết cấu hạ tầng giao thông, đường bộ, sáng, xanh, sạch đẹp. Đây cũng là năm đầu tiên, tỉnh Hưng Yên triển khai trồng trên 17.000 cây nhân dân. Tại các tuyến đường với quy mô lớn, đã hình thành các đường trồng một loại cây, tạo cảnh quan, tạo bóng mát, góp phần tích cực trong việc bảo vệ môi trường. Tỉnh Hưng Yên phấn đấu trở thành tỉnh nông thôn mới nâng cao vào năm 2025. Năm 2022, tỉnh Hưng Yên tổ chức nhiều hoạt động tưởng nhớ các nhà cách mạng tiền bối quê hương Hưng Yên như kỷ niệm 110 năm năm sinh đồng chí Tô Hiệu, 110 năm ngày sinh đồng chí Lê Văn Lương cùng nhiều chí sĩ cách mạng kiệt xuất của Đảng. Trong thể kỷ niệm 75 năm ngày thương binh liệt sĩ để tri ân những hy sinh đóng góp và động viên những người có công với cách mạng, đã dành gần 70 tỷ đồng thăm tặng quà người có công, gia đình liệt sĩ và các đối tượng chính sách, đã hỗ trợ người dân, người lao động, doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 với số tiền trên 900 tỷ đồng, đồng thời nâng mức trợ cấp và hưởng trợ cấp cho trên 3.500 người thuộc đối tượng được chăm sóc nuôi dưỡng tại cơ sở trợ giúp xã hội, người cao tuổi cô đơn thuộc hộ nghèo, cận nghèo lên trên mức sống tối thiểu. Năm 2022, tỉnh Hưng Yên tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ với quy mô lớn, nhiều nội dung mới. Cuộc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Hưng Yên năm nay có quy mô lớn, gắn diễn tập với xây dựng lực lượng, phương tiện tham gia, sử dụng nhiều loại vũ khí, trang bị đạn dược tốc độ. Phần diễn tập thực binh và xử lý tình huống về quốc phòng an ninh được tổ chức chỉ huy điều hành chặt chẽ, linh hoạt, đúng nguyên tắc. Cuộc diễn tập thành công đã thể hiện sự tích cực luyện tập, sự phối hợp hiệu quả của các lực lượng tham gia, qua đó giúp lực lượng công an, quân đội nâng cao trình độ khả năng tác chiến, chủ động xử lý các tình huống đột xuất, bất ngờ, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Năm 2022, lần đầu tiên tỉnh Hưng Yên diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cấp tỉnh, đã bảo đảm theo kế hoạch và kịch bản đề ra. Các đơn vị lực lượng tham gia buổi diễn tập đã nêu cao tinh thần trách nhiệm và hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công, phối hợp nhịp nhàng, thống nhất và hiệu quả, đáp ứng được cả yêu cầu về thời gian và kỹ thuật, chiến thuật. Đại hội thể dục thể thao tỉnh Hưng Yên lần thứ 9 được khai mạc vào ngày 28 tháng 10 với nội dung trang trọng mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống của quê hương. Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch quyết định công bố danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia lễ hội cầu mưa, hay còn gọi là lễ hội tứ pháp chùa Thái Lạc, xã Lạc Hồng, huyện Văn Lâm. Đây là lễ hội mang đậm nét văn hóa của vùng đồng bằng sông Hồng, thể hiện mong ước của nhân dân về một năm mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu. Tỉnh Hưng Yên có một nghệ nhân ưu tú được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu vinh dự nhà nước, nghệ nhân nhân dân. Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh đã củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần hoàn thành các mục tiêu xây dựng nông thôn mới.